ngày 3 tháng 2 năm 2013, tức là ngày 13 tháng riêng âm lịch, xã Thọ Tân đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Đền Vua Đinh, làng Quan Thành, xã Thọ Tân năm 2013. Kỷ niệm 1055 năm ngày Đinh Bổ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế 968-2023. Dự lễ khai mạc có đồng chí Bùi Kim Dầu, trường phòng văn hóa và thông tin huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện các đồng chí đại diện các phòng ngành cấp huyện, lãnh đạo đảng chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Thọ Tân, con cháu hầu dệ vua Đình tại Thanh Hóa, cán bộ nhân dân làng Quan Thành, đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Trước khi vào nghi lễ, nhân dân trong làng đã tổ chức rước kiệu quanh làng. Từ truyền thống những năm 966, 968, sau khi Nam Tấn Vương mất, các hồng trưởng đua nhau nổi dậy và chiếm cứ quần ấp để tự giữ. Ngô Sương Sí chiếm giữ Bình Kiều, nay là huyện Triệu Sơn. Lúc bây giờ, Đinh Bổ Lính từ miền ngoài kéo quân vào tập trung tại thôn Cầu Trang Khu, xã Hoàng Cầu, huyện Lôi Dương, nay là làng Quan Thành, xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn, để tiêu diệt sứ quân, cuối cùng thống nhất đất nước. Năm 1968, ông lên ngôi đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt để tưởng nhớ công ơn của vị anh hùng năm Đinh Tị, Triều Vĩnh Hiệu 1737, thể theo nguyện vọng của nhân dân trong vùng, làng Quan Thành xã Thổ Tân đã lập đền thờ để ghi nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc, nhằm giáo dục các thế hệ sau về truyền thống yêu nước. Năm 1996, di tích đã được tôn tạo lại và đến năm 1997 đã được Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thanh Hóa công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Từ đó đến nay, đền Vua Đinh thường xuyên được chăm sóc trùng tu, tôn tạo. Hàng năm từ ngày 13 đến ngày 15 tháng riêng, nhân dân trong làng và ban quản lý di tích lại mở lễ hội dân hương hoa để tế lễ và tưởng nhớ tri ân và khắc ghi công lao to lớn đối Vua Đinh, các anh hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước giữ nước. Trong không khí khai hội trang nghiêm thành kính, đồng chí Lê Đình Thương, Chủ tịch Ủy ban dân xã Thọ Tân, trưởng ban quản lý di tích đã đánh trống khai hội đền Vua Đinh năm 2013. Sau nghi lễ đánh trống khai hội, các đồng chí lãnh đạo, các phòng ngành của huyện, lãnh đạo xã, nhân dân và du khách thập phương đã dâng hương tưởng niệm và thực hiện các nghi lễ để tưởng nhớ công ơn to lớn của vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước. Cùng công nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi quê hương đất nước no ấm thái bình nhà nhà an lành hạnh phúc